chào các bạn. Hôm nay An Tiến muốn giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của hãng Rolex, đồng hồ định vị mới nhất cho trẻ em có nhãn hiệu là GW400X. Đây là chiếc đồng hồ định vị của trẻ em tốt nhất của hãng, được mệnh danh là đứa con tinh thần với những đặc điểm nổi trội. Bên trong hộp sản phẩm bao gồm một đồng hồ, một dây sạc, hai ốc sơ cua, một tua vít và một quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Để đồng hồ phát huy được tối đa khả năng, bạn cần phải lắp SIM. Việc lắp SIM thì đơn giản thôi, nhưng lưu ý là SIM phải được đăng ký gói cước mạng các bạn nhé. Điểm đặc biệt ở GW400X là nó được trang bị bàn phím số. Bạn có thể kiểm tra tài khoản và nạp tiền trực tiếp ngay trên đồng hồ mà không cần phải tháo SIM. Tính năng mà nhiều phụ huynh quan tâm nhất đó chính là khả năng định vị. GW400X được trang bị hai công nghệ định vị tiên tiến nhất hiện nay. Đó chính là định vị vệ tinh GPS và định vị trạm phát sóng di động LBS. Đây đều là những công nghệ định vị phổ biến nhất và chính xác nhất hiện nay trên thế giới dành cho các thiết bị di động và đồng hồ định vị. Ngoài ra thì GW400X còn sở hữu công nghệ định vị Wi-Fi mới nhất. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm là đồng hồ tuyệt đối không có bức xạ GSM, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Việc theo dõi định vị bạn có thể dễ dàng xem ở trên điện thoại qua ứng dụng SeaTracker 2. Có hai dạng bản đồ để các bạn có thể quan sát là dạng bản đồ 2D và dạng bản đồ vệ tinh. Các bạn cũng dễ dàng thiết lập vùng an toàn cho bé. Nếu bé bước ra khỏi vùng an toàn, sẽ có một thông báo hiển thị trên ứng dụng SeaTracker 2. Nếu như ở lứa tuổi của các con, việc sử dụng một chiếc điện thoại di động là không được phép hoặc không nên sử dụng do ảnh hưởng đến trẻ, thì chức năng nghe gọi 2 chiều trên GW400X đã giải quyết được vấn đề này. GW400X cho phép thêm được đến 15 số điện thoại được liên lạc, nghe gọi 2 chiều với bé. Khi đó, đồng hồ sẽ tự động từ chối cuộc gọi từ các số máy lạ không có trong danh bạ. Điều này thì giúp bố mẹ kiểm soát, bảo vệ an toàn hơn cho con cái. Các bé cũng có thể gọi nhanh bằng phím SOS trên điện thoại. Đồng hồ sẽ gọi nhanh đến các số mà bố mẹ đã thêm vào danh mục SOS. Nó là sự đảm bảo lớn nhất về an toàn của trẻ trong trường hợp khẩn cấp. Thậm chí là bạn có thể nghe lén chiếc đồng hồ từ xa mà con bạn cũng không hề hay biết. Ngoài chức năng lắp SIM để nghe gọi, đồng hồ có thể nghe nhận được tin nhắn thoại và trả lời các bạn nhé. Một khác biệt to lớn nữa, khẳng định đẳng cấp của GW400X là nó được trang bị camera 0.3 megapixel ở bên hông của đồng hồ để hỗ trợ chụp ảnh. Tính năng này thì hỗ trợ bố mẹ có thể chụp ảnh từ xa. Đồng hồ sẽ gửi ảnh về điện thoại để giúp biết được bé nhà bạn đang ở đâu. Một tính năng nhỏ nữa cũng rất hữu ích là chế độ lớp học. Chế độ này được bạn cài đặt trên điện thoại, bé sẽ không thể nghịch đồng hồ khi đang trong giờ giảng bài. Mới đây thì hãng Rolex cũng cung cấp cho GW400X một tính năng thú vị, đó chính là game toán học giúp bé giải trí khá bổ ích. GW400X này còn giúp con bạn vận động và theo dõi tình trạng luôn với tính năng step nhé. Khả năng chống nước cũng là một trong những ưu điểm nổi trội của chiếc đồng hồ này. Để trang bị khả năng kháng nước chuẩn IP67, các bé sẽ thoải mái vui chơi mà không lo đồng hồ bị hỏng nếu nhỡ may nghịch ngợm nhúng tay vào nước hay là di chuyển dưới mưa. Tuy nhiên, mình khuyến cáo là không nên lạm dụng quá tính năng này nhé. Nó sẽ làm giảm tuổi thọ của sản phẩm và ảnh hưởng đến độ chính xác của các tính năng khác. Thời lượng pin của đồng hồ này là cực kỳ tốt, với thời gian sử dụng liên tục từ 5 đến 6 ngày. Khi sắp hết pin sẽ có một thông báo hiển thị trên ứng dụng SeaTracker 2. Hiện Rolex GW400X đang được bày bán tại các showroom của An Tiến. Với những tính năng nổi trội trên, GW400X hiện rơi vào mức giá khoảng 1.300.000 đồng, một mức giá xứng đáng cho màn thể hiện của chiếc đồng hồ này. Mình sẽ để link đặt hàng sản phẩm ở dưới phần mô tả video, các bạn vào đó check giá mới nhất nhé. Và nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, đừng ngại ngần bình luận để được giải đáp. Hãy để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.